Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu một món ăn đó là cá chốt nấu canh chua hả quý vị. Thì ở đây mình có một ít cá chốt nè, mình đã mặn sẵn rửa sạch hả quý vị. Cá chốt này là cá chốt dùng nước mặn hả quý vị, con rất là to chứ không phải giống như cá chốt lá ở dùng nước ngọt ha. Nhìn một con cá đói nha. Rồi để nấu canh chua thì hôm nay mình chỉ sử dụng rau muống bào thôi ha, cái này là rau muống đồng nha quý vị. Rồi gió đó con, đây là rau muống đồng mà mình đã bào sợi sẵn như thế này. Và rau thơm gửi đó quý vị. Và ở đây là bột nêm chay, ở đây là nước cốt của trái hạnh đó quý vị, hay gọi là trái tắc đó. Mình sử dụng bột nêm chay thì mình khỏi cần bỏ đường muối hoặc ngọt gì hết các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ nấu. Ở đây mình đã vắt một nồi nước, nó đã lên tim, nó còn sôi quý vị. Thì nước cốt hành mình bị nó vào trước nha. Nước bắt đầu sôi lên đó quý vị, mình sẽ để cá vào ha. Khi cá chúng ta sôi lên nè quý vị, mình hớt bọt nha. Rồi cá chốt á mình cạo da cho nó sạch. Cá chốt này quý vị theo mình á thì mình cạo ha, cũng có người á thì làm cũng không có cạo đâu thấy ba. Mà mình nấu thì thường là cá chốt á, mình hay cạo lắm, mình cạo cái lớp da nó bỏ. Khi các bạn mặn cá chốt này là các bạn làm xong á, các bạn rửa qua muối á, mình rửa qua muối á quý vị với qua phèn chua á, để cho nó hết nhớt. Còn là các bạn dùng dao các bạn cạo nhớt cũng được nữa. Khi mình hớt bọt xong đó quý vị, mình để cho cá của mình nó chín ha, rồi mình sẽ để rau vào. Để cá nấu cho nó sôi cái gì thì nó cũng ngon chín. Rồi tiếp theo thì mình để hết cái phần bạc nêm mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi quý vị vào ha, để cho nó tan ra. Sau đó mình để rau muống vào. Nãy rau muống mình làm nhiều quá lắm quý vị, nhưng mà mình ăn nhiều thì mình để nhiều thôi nha. Cái mình không có để hết nguyên cái gỗ mà nãy mình đã chuẩn bị đâu. Đây. Thế là mình được một nồi canh chua đó quý vị. Chua rau muống, rau muống đồng. Rồi để cho cá chúng ta nó bán mùi thơm á thì mình để ở đây là tỏi, tỏi mình thắng tỏi thơm đó quý vị, mình để vào. Rồi mình chỉ cần mình đợi là canh chúng ta sôi lên thêm một lát nữa ha. Rồi mình này canh của mình đã chín rồi đó.
ra thì mình để ngò vào. Rồi mình nấu vị mình nấu hồi nãy giờ rồi quý vị, bây giờ mình sẽ nêm lại xem vừa ăn chưa nhá. Để nồi của mình đó, nó đã chín bột rồi đó. Nó vừa ăn rồi quý vị, tại mình nấu bột nêm chay á thì mình không có cần để thêm gia vị gì hết, là nó vừa ăn rồi. Bây giờ mình tắt bếp, mình gắp ra dĩa nha. Đây mình chuẩn bị một cái tô. Thì cái tô mình để lên cái dĩa quý vị nên mình để cho nó được có nóng, rồi mình gắp ra. Đó. Đấy, mình đã có một nạc canh, các bạn vẫn đây cái dĩa. Các bạn nào ớt thì mình để ớt vào heo quý vị, do là nhà mình á có trẻ nhỏ nên mình không có để ớt nha. Một lò chà bá luôn nè quý vị. Cá rất là nhiều luôn. Đấy. Thôi mình quay cận lại cho quý vị thấy cái tô canh của mình nè. Đây là một món ăn dân quê, dân dã của mình hay nấu quý vị. Và đây là có những cái trái ớt, ớt hiểm á quý vị, hay còn gọi là ớt chim á. Mình nấu đơn giản như thế này thì rất là nhanh, là cho gia đình mình có một nồi canh chua rất là ngon đậm đà luôn á. Cá thì hai chồng mình đi giăng lưới ở nhà mẹ mình, còn rau á thì ra muống đồng tự nhiên ở nhà mình luôn. Cũng rất là đơn giản nha, mình nấu này canh không có cầu kỳ gì hết, thì mình cũng đã có một loại canh chua rất ngon cho gia đình mình đó quý vị. Mình đã chia sẻ xong quý vị và các bạn về cách nấu canh chua cá chốt của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong clip sau nha. Xin chào.